Ok, xin chào anh chị em cùng một tim nhé. Hôm nay sẽ là buổi nhận định của thị trường ngày 16 tháng 5 năm 2023. Mình cùng điểm qua thị trường xíu. Thì hôm nay bên đi á, có một cái gap, mình lúc mà mình mở cửa là lên vùng 1074 lận, là một cái gap 8 điểm, là gần 9 điểm, đúng không? Để tư trừ cho 66. Thì mình thấy cái chỗ này á, nó có một cái vấn đề là mở gap quá lớn như vậy, trong khi đó là buổi sáng là vick, sáng mình có con vick ha, là kéo rất là ghê. Cái này như là kéo muốn tím đến nơi, kéo lên tận đây cao nhất là 54.9, kéo lên tận đây gần tím luôn, là thấy là có cái gì đó nó kỳ rồi. Tại vì mỗi lần mà kéo vít thì mình thấy thị trường là nó sẽ, nhất là mid cap thường là sẽ bị đẹp, nhưng mà mình cũng không nghĩ là hôm nay đẹp sâu như vậy. Tại vì Veni thật ra là những cái gap, cái ý nghĩa của những cái gap là chính là cái ý chí của những người mua vào sáng ngày hôm nay, nghĩa là người ta nhất quyết là người ta muốn là mua lên đó, nghĩa là bằng mọi giá trong phiên ngay là mua lên, nên là tạo một cái gap như vậy. Thì thật ra đó, cái gap này theo nguyên tắc đấy này ra là cũng được lắp trong phiên, ví dụ như là hôm nay phải xanh còn để một cái gap hở, ngày mai có thể lắp không sao, nhưng mà hôm nay lắp ngay trong phiên như vậy thì nói chung là quan điểm của mình là thấy khá là buồn, thấy thị trường gọi là rất là thất vọng. Đang nhìn đang tăng bụt 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 lên cái ngon, cứ tưởng là sẽ chỉnh khoảng tầm là hôm nay đóng cửa khoảng là 1068 cơ, là đâu quanh đây nè, 1068 1.88 1.68 cũng được, nghĩa là đậu ở trên này là ngày mai có thể là vẫn lên được vùng 1083, tại vì vùng 1083 là cái vùng cản nha. Thì thôi, thì thị trường kể câu chuyện gì thì mình nghe câu chuyện đó vậy. Mình không có ngờ là tới một cái ngưỡng cản nhỏ ở ngay đây mà bị đập ngay trong phiên như vậy luôn. Ok, thì hôm nay thì mình có một số dòng, ví dụ như banh, mặc dù phân hóa nhưng mà đa số vẫn có thể giữ sắc xanh ha. Thì mình sẽ đi vào về cái dòng ngân hàng trước. Còn về thị trường thì mình nghĩ và nhịp này thật sự ra rất là khó đánh, tại vì sideways ở đây á, bên đi sideways mọi người thấy nè, đang sideways trong vùng từ tháng 10 năm 2022 tới giờ rồi. Nếu mà tính theo gọi là đóng phiên tháng á, đóng đến tháng thì mọi người thấy là đã được 8 tháng là đi ngang quanh cái vùng là 1.000 1024 đến vùng 1090, là biên độ đâu đó là khoảng tầm 70 điểm, là lình xình đây là 8 tháng rồi mọi người đó. Nhưng mà mình vẫn hy vọng á, là bên đi có thể bứt được lên cái vùng là 1001 để có thể là bước đà tiếp đi tới những cái vùng xa hơn ở trong tương lai. Ok, còn mình sẽ đi về một số dòng về ngân hàng STB. Ngày hôm nay thì STB có test lại vùng cản chính. Lần trước mình có nói cái vùng cản của STB, vùng này sẽ là vùng cản này, 27.6 này, mọi người thấy không? Sẽ có một cái thanh ngang mây ngang như vậy. Đây là mây 4 nha. Đây là mình dùng kỹ thuật một số kiểu mây để mình xác định vùng cản và hỗ trợ thôi. Thì ai mà tham gia khóa học mình thì năm nay thì mình cũng chưa mở khóa học nữa. Thực sự ra rất là bận mọi người. Nên là một số anh chị em có hỏi thì mình cũng có nói là để khi nào có lớp thì mình báo sau. Ok, lên móc này thì chắc chắn là ở xung quanh đây thì mình không mua rồi. Nếu mà mua STB á, thì phải retest lại một xíu, ít nhất là sẽ về vùng 26 thì mình sẽ mua 26.2. Tiên Phong Bank thì hôm nay cũng vừa chạm cản và cũng rút đầu luôn, mọi người thấy không, vừa chạm cản rút đầu luôn. Tiên Phong MB chắc chắn mình sẽ mua Tiên Phong mình. MB thì hôm nay mình được một cái gap lớn mà mình như vậy á, thì mình lại thấy MB mạnh mọi người thấy không. Mình mua thì ví dụ mình mua vùng nền đúng không, lần trước mình mua là vùng nền là 18, mình mua ở đây rồi, bây giờ mình gồng thôi. Gồng thì ví dụ với cái đà như vậy á, có thể là tuần này MB sẽ tiến lên tới vùng cao hơn, đó là vùng 19.8 chẳng hạn đó, còn không thì thôi. Chứ còn bây giờ mà cứ mọi người bán ra xong xuống đây nhiều khi là không mua lại đâu, nhiều khi test lại về vùng 18.7 á, xong bắt đầu là bật lên mới kéo lên những cái vùng cao hơn, thì lúc đó mình lại FOMO và mình không lợi về T. VP Bank hôm nay cũng kéo lên về cái ngưỡng cản chính, đó là vùng 20.3, thì hôm nay kéo cao nhất là 20.2, xong đó lại rụt chân lại, rụt rụt đâu lại đánh rất là đáng. BIDV hôm nay cũng mở gap và cũng đập luôn. Hôm nay đa số nhiều mã là làm một cái nến đặc màu đỏ, là mở phát là giảm tới cuối luôn, cuối phiên luôn. Nến này thật sự ra trong phân tích nến của số bạn thì thấy phân tích rất là xấu, nến như vậy là nến xấu, gọi là nến bao phủ á. Nhưng mà thường thì mình sẽ không có đánh một nến, ví dụ như mọi người thấy không, phiên trước một nến, phiên sau đã gọi là nến khác rồi, và phiên sau nữa lại một nến, gọi là bỏ xóa xóa mọi công lao của cái nến trước, xong phiên này lại gỡ gạt được tí, xong bắt đầu mới tăng, đánh khá khó hơn. BIDV, Vietcombank,
cũng là nói chung là hàng dự trị số đó, thì vùng 90 91 á, đây là vùng hỗ trợ của Vietcombank này. Mua thì mình sẽ không mua Vietcombank, tại vì hàng gọi là về điều tiết chỉ số. Vietcombank hôm nay lên lại được vùng này là mình thấy ok rồi, vừa được vùng cản là vùng cản 29.6, nhưng mà gọi là vừa mua thì mình sẽ coi có nhịp retest về lại vùng 29.7 mình sẽ mua Vietcombank, còn hiện tại thì mình sẽ không mua nếu mà có nhịp retest. Nhưng giai đoạn này thì mình thấy Vietcombank cũng khá ok, ngày hôm nay cũng gọi là ra thể hiện sức mạnh ha. SHB thì ai mua được vùng 10.7 thì mình giữ thôi, hiện tại thì mình vẫn đang có một cái vùng hỗ trợ đó là vùng 11.3. CTG, CTG thì mình có báo mọi người có thể là mua quanh vùng 27.2, tại vì là CTG hiện tại đang tạo một cái thế này gãy đúng không, bị thế lại và đập, nhiều khi là sẽ đập xuống như này, thì vùng 27.2 á, là cái vùng quanh đây tầm tầm quanh đây thì mọi người có thể mua được, hoặc là nếu mà mọi người ai mà các ca like thì mọi người có thể mua ở vùng 27 và 2 like. Nhưng việc bắt banh hôm nay cũng đã nhẹ, cũng vẫn đang sẽ quay cho một cái vùng là 14.2 với lại vùng 13.6, chưa có gì. CB hôm nay tăng khá tốt ha, CB thì có một cái đà tăng của tuần trước và đang được hỗ trợ ở vùng 16.36, 16.35 vùng nha, nghĩa là nó sẽ có kiểu như like giật lên giật xuống sao đó, sẽ có một cái vùng chứ không có kiểu mà đoán được chính xác giá bằng bao nhiêu, tại vì cái đó phụ thuộc vào cái sức mạnh của thị trường đó nha mọi người, chứ còn kêu mà ai mà đoán được cái điểm chính xác cái điểm thì thật ra là gọi là thắng rồi, và mình nghĩ là sẽ không có ai có khả năng đó. VCI thì mình có cho điểm mua là quanh mốc 32 nhé, VCI. HCM thì vùng hỗ trợ hiện tại vẫn đang là vùng 25.1 và 25.2. Vin đi thì mình vẫn dùng quan điểm là mình thấy Vin đi nhịp này gọi là thấy yếu hơn các mã khác đang ở vùng trên rồi, Vin đi hiện tại đang vùng dưới và đang có một cái hỗ trợ nhỏ nha mọi người, hỗ trợ nhỏ là vùng 15.1. SHS, SHS vùng này mình có để sọt này mọi người, để sọt của 10 10.9 11.2 sọt, mà chắc mình không có sọt cái này nữa. Dưới này thì đang có một cái hỗ trợ là vùng 10.5, vùng mà vùng hỗ trợ mạnh nhất của SHS đó là vùng 10.1. SHI thì hiện tại cũng đang tại vì là chặt tuần thì sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở cái vùng mà 23.2 á, nhưng mà hôm nay thì thủng như vậy thì mình nghĩ ngày mai có thể là sẽ về được vùng 22, nếu mà về được vùng 22 thì mình nghĩ đây sẽ là vùng mua, vùng 22.5 đây sẽ là vùng mua của SHI. Mình thì vẫn giữ gọi là niềm tin thị trường thì chưa chưa có gì biến động nhiều, nói chung mọi người mua thì cũng hạn chế mua theo kiểu một FOMO với lại về full nap, với lại là FOMO kiểu như là nghĩa là mình đang không có hàng mà mọi người mua một phiên á, mọi người mua 70% hàng hay là bao nhiêu đó thì rất là rủi ro tại vì hàng chưa về, còn như mình sẽ mua một phần xong sau đó hàng về rồi mình tính tiếp, nghĩa là mình vẫn luôn luôn có hàng để mình dự trù những cái phòng những cái trường hợp nào xấu của thị trường thì mình có thể mình thoát. S thì hôm nay cũng một phiên có đâu ha, S thì mã này giờ này cũng đang có cái khoản bên này, mã này thì thuần lãi thôi, nhưng mà sẽ có một cái hỗ trợ ở vùng 12. Việt bữa nay tím luôn. Nhân Việt thì lần trước á là sẽ có một cái vùng mua đó là vùng ở đây là 21.2, 9 là vùng 22 á, vùng đây này. Nó cần giờ thì không mua được nữa. Vùng cản của TVS là vùng 26.2. Vít, anh em bữa hôm mới gọi là hô vít đúng không? Nhưng mà vít mọi người thấy ở đây là đang có cản là cản nè. Cản như vậy thì mình nghĩ không có lên được đâu. Đó, thì nếu mà gọi là ai mà kiểu như mua á thì mình mua ở quanh vùng 9.8 là điểm mua cuối rồi, còn giờ đang thủng như vậy thì mình sẽ không có mua nữa. Mình đi thép một xíu rồi coi thép mọi người 4 chấm mấy hô hào hôm nay lại cũng đập theo thị trường luôn. Nam Kim thì cản mới là vùng 15.4 rồi và tuần trước là đóng nến ở ngay sát đây, cũng chưa nói chung chưa có gì cả quan nhiều lắm. Hasen thì cái vùng vùng cản thì tuần trước là đã gọi là đã vượt qua rồi thì giờ đang có hỗ trợ là vùng 15.7, nếu mà mất 15.7 thì mình nghĩ mọi người nên bán Hasen. Hòa Phát thì đang khỏe hơn hai mã còn lại, mình vẫn nghĩ là nhịp này Hòa Phát có thể lên lại được vùng 24, hy vọng vậy. SMC thì hôm nay buổi sáng cũng tăng được hình như đâu đó là 3%, mình nhớ là 3%, mà cuối phiên về là tham chiếu. MC thì mình cho điểm mua đó là vùng 11.1, MC 11.2,
là điểm mua của SMC nha. Không có dầu khí. Dầu khí nó có một cái đặc điểm á là khi mà nó đánh là nó sẽ không có cho ai mua, nghĩa là cứ sáng mở mắt dậy là thấy gap rồi này nọ kia cái thứ thì mình thấy ok, chứ còn dầu khí mà để cho mọi người mua thường là ai mua cũng lỗ hết. Đây là kinh nghiệm cá nhân thôi. Thì ví dụ như là BVD á, mình thấy BVD hiện tại là đang mạnh hơn so với các mã khác trong dầu khí, thì nếu mà về quanh vùng 21.6 thì ai mà thích mã này thì có thể mua ha. Còn những mã mà BVS, ví dụ BVS thì đang ở cản luôn, đang ở cản 26.4 thì nó yếu hơn, đang ở cản thì sẽ có lực cung xuống thôi. BVT cũng đang yếu hơn, là vùng 21 sẽ là vùng cản. Nhịp này thì mình vẫn nghĩ là mọi người nên canh chỉnh, sau đó là về nền là mọi người mua thì nó sẽ đỡ hơn, đỡ gồng trong một cái khoảng thời gian ngắn. KBC hôm nay về 27.4 thì mình đang cho điểm mua là điểm nền nha, là vùng 27.35 ngày mai nó có. Đây vùng này là vùng nền, nó như kiểu là MB vùng 18 đấy, hay là Liên Việt Bắc Anh 13.6. IDC thì cũng ngay chạm đây cản, gì cái nền của IDC á, nền nhỏ sẽ là vùng 37.85. Thì nếu mà mất cái này thì ai mà đánh lại là đánh rất lát, thì mình có thể mình bán bớt. Hà đô vừa rồi anh em cũng hô ha, nhưng mà mình nói Hà đô á là có một cái ngưỡng cản, đó là vùng 35.3. Thì ở đây mọi người thấy không, cái đường xanh lam là đường cản, đánh như vậy thì cái nền sau của Hà đô sẽ là vùng 32.2. Nếu mà mất cái vùng này á, mất 32.1 thì mình nghĩ là mọi người bán. Nếu mà ai cầm Hà đô đánh khá là rác ha. Mình coi một số mã, ví dụ Hoàng Quân đi, Hoàng Quân cũng lơ lửng quá. Hoàng Quân một số anh chị em thì cũng mê mua này, cái là nhờ xã hội này nọ kia, nhưng mà theo mình là người theo kim chỉ nam là về phân tích kỹ thuật, nên là những cái mã mà lơ lửng ở giữa thì là không biết là kéo trước hay là đạp trước thì mình sẽ không có mua. Ở đây á, thì Hoàng Quân đã có một cái ngưỡng hỗ trợ đó là 4.25, thì mình nghĩ ngày mai chắc sẽ chạm về ngưỡng này thôi. Nếu mà mất 4.2 thì mọi người nên cân nhắc bán, 4.1 mọi người cân nhắc bán. Đoàn gà thì khá là yếu, chưa có vượt được cái đường này thì cũng chưa chưa thấy gì. Cái chạc thì chạc như vậy thì chưa có nói được gì, chỉ là cạn ở phía trên thì đang có một cạn là 4.5 thôi. SSC vùng cạn của SSC là vùng 38.5, còn vùng hỗ trợ hiện tại đây là vùng 31.1. Nếu là mình sẽ có mua SSC. Mình coi mấy mã đầu cơ Dixel coi. Dixel đánh thật sự ra đó, là Dix đánh rất là bốc và mọi người cảm giác là như FLC hồi xưa. Dix ha, đánh rất là cảm xúc. Sale thì vùng hỗ trợ hiện tại sẽ là vùng 22.3, từ vùng hỗ trợ cuối của sale nha. Còn hiện tại cản á, của sale sẽ có một cái cản nhỏ ở vùng 33.4. Dix thì vùng này này rất là khó nói, tại vì khi nào vượt lên trên này á thì vùng hỗ trợ của Dix nhịp này sẽ là vùng 18. Còn lại ở phía trên cản thì sẽ là vùng 26. GVR cản hiện tại là vùng 18.1 và nhịp này thì hỗ trợ sẽ là vùng 17, 15.75, hỗ trợ nhỏ. Nhà từ Liêm thì vùng cản chính đang là vùng 24.4, còn vùng hỗ trợ hiện tại đây là vùng 22.2. Đi mấy dòng khác ha, xây dựng vật liệu HBC thì hôm nay mở gap trên cản luôn, là một trong những mã mà giữ được cái sắc xanh ở hết phiên. HBC thì chỉ có đúng một nền là một nền 8 thôi, chứ còn giờ thì mình nghĩ không có mua nữa. Cản phía trên của HBC sẽ là vùng 10.4. SB thì vùng này đang là vùng cản nhỏ, thì cái vùng hỗ trợ của SB sẽ là vùng 23.7, còn vùng mà 26 này đây là vùng cản nhỏ. BCG thì cũng loanh quanh bữa giờ đó, bật chặt ngày lên thì mình thấy rõ. Thôi, đang bình sinh muốn vượt lắm rồi mà không chưa có vượt được, muốn nhìn như hai đỉnh thôi, nhìn khá là ghê. Nhịp này thì hỗ trợ sẽ là vùng 8. HHV thì vùng này sẽ là vùng hỗ trợ, nhưng mà mình thấy vùng hỗ trợ này thì cũng gọi là tạm thời thôi. Còn về chạc thì mình nghĩ chắc về HHV chắc sẽ xuống một thời gian đó. Mình vẫn gọi là chưa có hy vọng về những mã này cho lắm, tại vì ở trong này thì dày đặc, mà nếu mà lên luôn thì không có lên được. Đạt Phương hôm nay nhiều người, rất nhiều người mua Đạt Phương, mình quen nhiều người mua Đạt Phương. Vùng 34.85 là vùng máy, vùng cản nha, đây là vùng cản.
còn vùng nền hỗ trợ thì đang ở dưới 36.26.35 cơ. Mình coi cái mã điện phân, điện thì PC1 vùng hỗ trợ vẫn đang là vùng 27.6 thôi, còn vùng trên cao hơn và vùng cản đó là vùng 30.4. VT2 thì mình cũng đang xem quay up khó phân tích. FC thì vùng nền là vùng 17, còn hiện tại thì vùng cản ở trên á sẽ là vùng 19.6. Đạm Phú Mỹ hiện tại thì cũng là chưa chưa có thủng, mình vẫn mong chờ Đạm Phú Mỹ gọi là nhúng nhúng ở quanh 28 thì mình mua. Đạm Cà Mau nhúng ở quanh 21 22 thì mình mua. Đi thì có test cản nha, đi có test cản xong rồi là vẫn đục đầu, đi là một mã hiện tại mình đánh giá là yếu thì về lại vùng 62. Ghét thì hôm nay về đây là về vùng nền có thể mua luôn rồi, là cái vùng 16. Thì mình có hôm nay coi ngày hôm nay đánh thử cũng cái mốc mà 16.2 mình thấy là khá là ghê, hơi hơi đấy gọi là mọi người bán khá là mạnh, được bán mạnh lắm. Nền thì nền theo cái phương pháp của mình sẽ mua ở nền, và nếu mà dưới nền mình sẽ không mua nữa, và mình mua ở nền thì mình sẽ đợi tới lúc mà hàng về đó rồi mình tính tiếp. Bao thì vẫn là ngưỡng cản, đó là vùng vùng 13.6 thôi. Bao Galex thì hôm nay mình mua ở vùng 14.1, mình mua ở vùng trên này, nhưng mà chắc ngày mai sẽ có giá 13.9. Đức Giang thì hiện tại vẫn đang yếu, Đức Giang nếu mà về quanh xuống dưới 42 á mình nghĩ mua thì sẽ ổn hơn so với cái giá này. CFB thì cũng vậy, CFB chắc phải về lại vùng 27 mọi người mua thì sẽ an toàn hơn. Tiếp cái gì nhỉ, thủy sản VHC, VHC cũng chưa thấy có gì. Vùng 58 sẽ là vùng hỗ trợ nhỏ nha. NV đánh vừa khác dòng mà vừa khác luôn thị trường luôn. NV hôm nay thì vẫn giữ ở trên cái mốc hỗ trợ, là mốc 32.7 khá tốt. Mình cứ tưởng là NV sẽ tiến tới một cái vùng nào đó và là cao hơn ở tuần này đó, vùng 36.2, nhưng không thấy. Nhưng mẹ DigiWorld, DigiWorld thì mình có một cái cản đó là vùng 35.6. Mình vẫn mong DigiWorld về về là vùng 24 thôi. FRT thì với các đánh như vậy thì rất dễ về lại vùng nền 61.3. VRE thì chắc tuần này sẽ có giá 27.8, 27.8 thì mình nghĩ có thể là gọi là mua được, nhưng mà với một cái mã mà gọi là điều tiết thị trường như vậy thì mình sẽ không có mua. HKX ô tô hàng xanh đang ở vùng, đang ở cản rồi, đang đỡ hỗ trợ rồi. Hỗ trợ của HES sẽ là vùng 17.4 nha, còn cản chính sẽ là vùng 19.7. MWG thì mình thấy cái vùng này mua khá là đẹp, khá là đẹp nha mọi người, 38.9. Vùng này sáng hôm nay mình mua là giá 39, vẫn bị gọi là vẫn bị hơn like, kệ không sao, hôm nay thì ôm mấy thôi. HG, HG kéo cũng rất ngon và đẹp cũng rất đau, mọi người thấy cái nến như vậy thì mình cũng không còn gì để nói luôn. Nói chung HG nếu mà về lại vùng 6.3 thì mình sẽ mua, còn vùng này mình sẽ không mua, vùng này HG đánh khó chịu lắm. Hôm nay thì có mấy con đường khúc cuối kéo kiểu mà kéo xanh xanh, nhưng mà cuối phiên thì lại đẹp đỏ. FPT và SS thì FPT 16.7 và 17 là cản chính của SPT nhịp này. Với SS mấy đường Lam Sơn thì sẽ có hỗ trợ vùng 1.1 và vùng hỗ trợ nha. VGT các mã giật may, VGT may sông Hồng, TNG xanh, view thì đỏ, view tuần trước thì cũng có kéo, tuần này là đỏ. Hỗ trợ của Gil sẽ là vùng 23 nhé. Ok mọi người, thị trường thì hiện tại có một cái xấu, đó là Tây bán khá rác, Tây bán khá rác. Hôm nay tập trung bán ở CTG là hết 100 tỷ rồi, thì còn lại đâu đó là khoảng tầm 276 tỷ là về Vinamilk nè, bán VB nè, STB nè, SSI nè, bán là đa số là thấy là banh, bán khá nhiều và nhiều mã khá là lớn. Còn chiều mua thì mua VIX, VIX thì hôm nay Vinhome, VRE mua họ Vin ha. Cũng mua BVD, Kinh Bắc thì cũng gọi là không, các ngành phân hóa thôi chứ nó cũng không có tập trung vào ngành nào. Nhưng mà về ngân hàng thì hôm nay có bị bán, hôm nay bị bán cây như vậy thì mọi người thấy ảnh hưởng thị trường khá là lớn. Thị trường khi nào mà Tây người ta không mua thì thị trường của mình hồi phục thì nó mới ok được, mới ngon lành được đó. Rồi ok, còn cổ phiếu thì mọi người mình nghĩ là cứ kiếm điểm mua, và cái tỷ trọng khoảng tầm đâu đó là 70% nép, trong đó là khoảng 40% nép là có sẵn hàng để bán khi mà thị trường có biến gì đó,
là mình có sáng buổi sáng mình bán luôn cũng được, mình không có cần chờ vào buổi chiều. Cái quan trọng là những ai mà đánh tê cộng á là phải có hàng và có tiền mua, nó rất là tốt mới gom được đúng không? Ok, ai mà cần góc nhìn về mã nào á, có thể để lại comment ở bên dưới video nha, mình sẽ coi và mình sẽ phản hồi lại sớm. Mọi người cho mình xin một like, một subscribe nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một phiên giao dịch vào ngày mai thật là may mắn, và chúc cho mọi người cùng gia đình thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi ok, bye bye, cảm ơn mọi người.